cái là bây giờ anh chia sẻ lại giúp em cái cảm, nói chung là mình chia sẻ về cái tiết mục biểu diễn tối hôm nay trong Làn Sóng Xanh Next Step. Nội nghe cái tên Next Step thôi là mình cũng thấy một cái sự vừa đe dọa vừa kích thích, đúng không? Mình phải làm sao? Next step là ai ta? Bước tiếp theo là ai trời? Sẽ người nào đó thay thế vị trí mình? Hoặc là mình phải làm gì để bước đi nữa trong sự nghiệp của mình? Đó, hơn tự nghĩ ra để tự khống chế mình, để có một cái sự lựa chọn tốt nhất, hay nhất, để có thể tự trả lời cho bản thân mình trước, với khán giả của mình. Đêm nay Hưng quyết định chọn hai bài hát mà có thể nó đang là trend nhất của dòng chảy âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng trong suốt chừng 20 năm qua. Hưng sẽ chọn bài Một Mình Có Sao Đeo, rồi bài bài đang được công chúng và giới trẻ đón nhận thời gian qua rất là lớn là Hello. Đó, nó mang một sắc thái Đàm Vĩnh Hưng rất là mới. Hưng tự trả lời cho cái chữ Next Step bằng hai bài hát này. Đó, bước tiếp theo Đàm Vĩnh Hưng phải đi như thế nào, làm cái gì để mà có thể được khán giả là không xanh nhớ tới, là được khán giả đón nhận, khán giả trẻ yêu thương đó, và cũng không có hổ danh một cái người luôn luôn thay đổi, cập nhật và biến hóa khôn lường để bắt kịp xu thế và xu hướng. Cho nên là Hưng đã chọn hai tiết mục này, nó khá đặc biệt để có thể hấp hồn được đám đông. Đấy, và bên cạnh đó có một tiết mục nữa Hưng nghĩ là chắc là phải để dành một sự bí mật này cho mọi người, hay là dạ, muốn nghe luôn ta. Tiếp rồi đó anh. Vậy à? Dạ. Trời ơi, vậy còn bí mật nữa trời, nói luôn cho rồi. Hưng là người cũng bàn bạc với lại ban tổ chức để đưa ra một cái sự lựa chọn cho một ca khúc. Quý vị vẫn hay thấy những cái chương trình trước, đúng không? Các ngôi sao, đại ngôi sao, các anh chị đi trước sẽ chọn hát lại một bài hát đang hot của ca sĩ trẻ có nè, hay là chọn một cái cách thể hiện nào đó theo cái cách riêng mà màu sắc mà ban tổ chức cũng là ca sĩ ngôi sao đó họ quyết định bàn bạc. Thì lần này Hưng lại đưa ra, chủ động đưa ra cái idea, nói rằng là Hưng muốn mang lại một cái cảm giác trọn gói nhất, combo nhất vào trọn gói khi các bạn tới với Làn Sóng Xanh. Ví dụ như đêm nay chẳng hạn, bạn sẽ cảm thấy một trời xa xưa kỷ niệm đẹp của một thời hoàng kim rực rỡ nhất của Làn Sóng Xanh đang trở về với một cái sân khấu hiện tại, một cái không gian đang ấm áp gần nơi đây, thật là gần gũi, và với con người của vừa hôm qua có và ngày hôm nay cũng có. Nó lạ lắm. Hưng nói rõ là bẹt ra luôn nha, cho mọi người dễ hiểu, là Hưng chọn ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên, Trần Sĩ Thanh Tùng, một ca khúc đã từng gây mưa gây gió đình đám của Làn Sóng Xanh qua tiếng hai tiếng hát của thời kỳ đầu của Làn Sóng Xanh là Mỹ Linh và Bằng Kiều. Tới phiên Hưng cũng là cái lứa ca sĩ kế tiếp đó, mặc dù Hưng lớn hơn tuổi hai người này đó, Hưng nổi tiếng sau đó là Hưng phải hát lại bài này hàng đêm, và sau đó Hưng với Mỹ Tâm là cái người đã thể hiện lại bài hát này bởi rất nhiều những chương trình khác nhau, đó là một cảm xúc khác thứ hai, đúng không? Bây giờ Hưng lại hát với một đại diện mới của Làn Sóng Xanh, đó là bé Đồng Nhi đó, và Hưng cố tình chọn bản phối của ngày xưa đó, và cách hát của Hưng của ngày xưa, những cách hát mới của Đông Nhi ngày hôm nay, cộng với hòa âm mới theo cách chơi của Hưng cho nửa bài sau đó, thì bạn thấy cả một cái combo Hưng làm vậy đó, nó đầy đủ mọi cảm xúc hết, để bạn có thể vừa nhớ vừa hình dung, vừa mới vừa lạ, bạn không thể nào rời mắt hoặc rời tâm trí khỏi cái tiết mục của Hưng. Đó là cái mà Hưng binh cái chiến lược cho cái bài hát này là như vậy. Có thể là ngay cả Đông Nhi cũng chưa hiểu được anh Hưng muốn như thế nào cho bài hát này đâu, bây giờ mới chia sẻ cùng quý vị đấy. Cho nên là chúng ta hãy dành và có thể mở khóa những cái ngăn kéo, những cảm xúc của ngày xa xưa đó đang ở trong tim mình, đang cất giữ, bắt đầu mình mở ra hết nha. Làn Sóng Xanh ngày xưa nè, rồi Các Ngôi Sao ngày xưa nè, rồi Đàm Vĩnh Hưng ngày xưa nè, Đàm Vĩnh Hưng bây giờ, Đông Nhi, rồi bài phối. Ôi trời ơi, nó rất là nhiều cảm xúc, và cả cái màn hình và không gian nó sẽ mang lại cho quý vị một cảm giác đặc biệt nhất. Hưng tin là như vậy, và hy vọng là cái sự lựa chọn của Hưng là sẽ tìm được tiếng nói chung của mọi người. Dạ, anh đánh giá Đông Nhi là ca sĩ như thế nào? Thứ nhất, một ca sĩ chuyên nghiệp. Một cô bé ngày xưa anh biết Đông Nhi từ nhỏ lên từ ra sao anh biết hết, người nào bắt đầu vừa nổi lên vừa được chú ý có fan đông như thế nào anh đều biết hết đấy. Một sự cố gắng không ngừng nghỉ rất rõ ràng
của Đông Nhi. Anh nói rất công tâm, ở thời gian đầu giọng của Đông Nhi cũng không phải là giọng hát để làm anh mê, giọng hát làm cho anh ngạc nhiên đấy. Nhưng mà thời gian mỗi một năm mỗi một ngày, Đông Nhi đã cố gắng và đã chứng minh mình là người xứng đáng để bước vào vị trí mà các anh chị ngôi sao đã từng tạo dựng chiếc ghế đó. Thì ngày hôm nay ngồi mỏi rồi em ạ, mà cũng mệt rồi, lo gia đình con cái nữa đó, bây giờ bước qua cái giường để nằm ở nhà, để cái ghế lại cho các em ngôi sao mới lên ngồi đó. Nhưng mà ghế của anh còn nguyên nha mấy đứa, ghế anh còn nguyên nghe chưa. Cho nên là anh thấy là Đông Nhi đã có câu trả lời xứng đáng cho các sản phẩm của mình, cái sự cố gắng về vũ đạo, về thần sắc, về tất cả mọi thứ. Một cái chiến lược của Đông Nhi đi rất là thông minh. Yeah. Theo anh nghĩ là như vậy, cô ấy là người xứng đáng. Ngay cả cái lực lượng fan của Đông Nhi nó phải như thế nào, mình phải đặt ra câu hỏi như thế nào thì mới được đông đảo, bạn trẻ yêu thích lựa chọn, đó là xu thế. Mình đừng có đặt cái tôi của mình, đặt cái cũ kỹ của mình vào trong một cái sự lựa chọn mới cho các em. Ví dụ như là mình khó chịu quá, bài hát này bọn trẻ bây giờ nghe nhạt quá, hay là ca sĩ nào không chứ phải là giọng bự hoành tráng, giọng mà giọng lớn, giọng diva. No, bây giờ nó không phải như vậy nữa. Lâu lâu mới có một đơn cử thôi, chứ còn giọng diva là nhiều lắm. Yeah. Rất nhiều. Nhưng mà để mà tìm được đám đông nó không phải là lựa chọn đám đông bây giờ nữa. Yeah. Đấy, cho nên mình phải thích nghi với thời cuộc, ngay cả bài hát cũng vậy nữa. Đó, mình phải ngày xưa là Minh Hưng xuất hiện có rất là nhiều người đón nhận và cũng rất nhiều người khó chịu đấy. Thì có một số những ca sĩ, một số anh em trong nghề, ví dụ như Tấn Minh, rồi một số những anh Quang Linh, và ngay cả chị Hồng Nhung, chị cũng phải nói đám viên ngư phải như thế nào thì người ta mới yêu thích và nhiều như thế, đúng không? Đó. Thì và cái dại nhất là mình bắt mọi người phải giống mình. No, cuộc sống này phải có sự khác biệt, và mình biết chấp nhận sự khác biệt đó thì mình sẽ thấy là mình dễ sống và dễ đón nhận hơn. Vui vẻ đi, một cái vườn âm nhạc phải có nhiều bông hoa, đúng không? Yeah. Thì Hưng thấy riêng về tính cách nha, tính cách, tính tình, tính hết của bé Đông Nhi là càng dễ thương, là càng đáng yêu, càng xứng đáng của một ca sĩ ngôi sao. Đấy. Ngoan ngoãn, lịch sự, hiền lành. Anh thấy không chỉ riêng với các người lớn mà các fan hay là những ca sĩ đồng nghiệp, cô ấy rất là dễ thương và dễ chịu. Yeah. Nhưng mà hồi nãy tập xong á thì anh thấy thì sao? Cái phần vừa tập xong giữa hai người á. Cô này là một cô thông minh. Nha. Yeah. Yeah. À, tại vì cô quen cái cách hát legato. Yeah. Cho bài hát nếu anh nói anh vẫn chưa yêu. Đó, thì khi mình đổi qua cái nền nhạc của cái reggaeton hoặc là tropical thì cái nhịp nó phải dở lên. Đó, mình phải dồn chữ lại và nó phải khác liền. Đó. Và anh không nói thế nào, anh cũng nghĩ sợ. Anh định nói là sau tập xong anh sẽ nói là bé Đông Nhi, em sẽ dồn chữ lại như vậy vậy nè, nghe cái bài hát nó nhộn nhịp hơn, nó đừng có dàn trải. Đó. Thì anh không nói, và cô thấy anh hát theo cái cách đó, và anh cũng cố tình hát theo cái cách nhịp nó rơi vào tiếng bass đúng vậy nè. Đó. Thì cô thay đổi liền lập tức. Đó, khi tập lại lần thứ hai, và anh chỉ cần đưa cái tay lên dở xuống hai lần là có thay đổi ngay liền lập tức luôn, và cái nhịp nó đúng như vậy. Thì tối nay mọi người sẽ xem thấy chút xíu nữa đó, chương trình sẽ phát cái phần tập dở ở chương trình sẵn có cho mọi người xem. Và tối nay là một cái sự gọi là before and after nha, khác biệt hoàn toàn luôn đấy. Và một lần nữa rất là yêu quý và đánh giá cao bé Đông Nhi. Dạ, yeah. Em có một câu hỏi nữa là tại vì em có phỏng vấn với Đông Nhi nói là lúc đầu Đông Nhi định mặc có một bộ đồ thôi nhưng mà sau khi trò chuyện với anh Hưng cái đó cũng có lý, là thế là Đông Nhi thay hai bộ đồ, tức là để cho xứng với anh. Và Đông Nhi nói là quả từ trước giờ là nghe anh Hưng nói là một fashionista này kia, nhưng mà bây giờ mới có cái mà để là chứng kiến tận mắt cái chuyện này. Anh thấy như vậy nè. Anh không dám đem cái quyền cá nhân của mình ra để nói. Yeah. Nhưng anh thấy một là một người nghệ sĩ phải luôn mang lại cái sự thú vị cho yeah. người khác. Đối với anh, thậm chí ngay một cô dâu cũng vậy nữa nhé. Yeah. Khi anh nhận làm lời một sự kiện, anh tổ chức một cái buổi tiệc đó hoặc là làm cái sự kiện đó cho cô dâu, điều anh bắt buộc là cô dâu phải 3-4 cái váy cho anh. Đó. Tại vì em đứng em chào khách một cái váy đó, lát hồi em kêu mọi người đứng lên vỗ tay chào đó, một sự xuất hiện của đôi tân lang gia nhân cũng y chang cái váy ta mới gặp nữa, thì cái sự vỗ tay nó không còn hào hứng hay ngạc nhiên, hay là cái nhìn người ta cũng không có tập trung nữa. Ừ, thấy rồi chán phèo đó, ngồi xuống, đúng không?
nó không có gì hấp dẫn người ta nữa hết, thay một cái váy khác liền mới gọi là đỉnh điểm. Cái thời điểm mà bước lên cái đài vinh quang, đài hạnh phúc đó, đó nó cho mình cái hạnh phúc vô cùng, phải chọn váy đẹp nhất mặc cái thời điểm đó cho anh. Đó là cách của anh. Thì với cái bài hát này cũng vậy nữa, thì bé Đông Nhi là cô bé ca sĩ có chân dài nha, dáng dấp đẹp như người mẫu đó. Thì anh cũng nhìn thấy cái trang phục bài đầu của Đông Nhi rồi, nó khá mạnh mẽ và nó khá hiện đại. Thì bước qua cái bài dễ thương lãng mạn cả một thời, có quá nhiều những cái tầng lớp khán giả người lớn đã yêu bài hát này, thì em không thể nào mặc cái váy đó để mà hát cái bài này được, nó sẽ bị mất cảm xúc, hơi ổn một chút xíu. Đó. Anh nói bé Nhi, em bắt buộc phải chọn một cái váy bánh bèo công chúa cho anh, bánh bèo khác liền, không thể mạnh mẽ như vậy được, như chiến binh được. Đó. Dạ, anh nói đúng rồi. Đó, quyết định là chọn luôn. Trời ơi, bà cũng bánh bèo lắm luôn. Anh chọn màu hồng nha anh nha. Đó, đó. Thì cái bài hát này nó nhẹ nhàng, dễ thương. Thì mình phải chọn cái cách làm sao để mình dung hòa được cảm xúc. À, đối với anh thì mình biết đo lường được là dù cái người cá tính cách mấy hay là như thế nào, thì cái hình ảnh mà một cái váy dài dài nhẹ nhàng qua khỏi đầu gối đó, rồi nó cũng là hình ảnh chung của người phụ nữ Việt Nam năng động. Đó, nó, tại vì váy ngắn, một vài người váy ngắn thôi, còn ông bà cô chú, những người đã từng yêu bài này rất nhiều, và cảm giác nhạc nó slow lên vậy đó, mình bước đi bằng cái chân, cái váy ngắn nó không hợp lý theo anh là vậy. Thế là thuyết phục được cô ấy. Dạ, em nghĩ là tối nay là sẽ đỉnh cao. Trời đất ơi, tôi bày ra xong tôi cũng phải tốn thêm bộ đồ theo cổ nữa đó. Đó, cho nên là không đơn giản, phải chịu khó thay đồ cho nó phù hợp. Dạ. Đấy, chứ bài Hello với lại Một Mình Vẫn Vui đó, anh cũng phải chọn một cái style khán giả trẻ, cho khán giả trẻ ngày nay, cả cho cái tầng lớp khán giả là sống xanh. Đó, tới khi hát bài đó anh cũng không thể nào mà nhố nhăn vậy được. Cảm ơn anh.